tụi bay đâu, tụi bay đâu, đấy mày tao ăn nó bị xuống là ba người tụi bay. Liên quan đoạn video clip nam thanh niên vừa livestream vừa nổ súng trên đường phố xuất hiện trên mạng xã hội, ngày 28 tháng 10, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 25 tháng 10, Công an quận 8 nhận được tin báo trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip phát trực tiếp nhóm thanh niên chở nhau trên xe gắn máy, trong đó một thanh niên sử dụng súng chưa rõ loại nổ súng, chửi bới, thách thức một nhóm khác. Qua điều tra, công an xác định nam thanh niên nổ súng là Nguyễn Anh Tý, 23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh. Tý có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Phạm Minh Cường, hiện đang chấp hành án phạt tù và có lời lẽ thách thức qua mạng xã hội với nhóm của Cường. Qua đó, Nguyễn Thành Long, 23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh nhắn tin thách thức Tý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tý hẹn Long đến cầu số 1 giữa phường 13 và 14, quận 8 để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn. Vào tối 24 rạng sáng 25 tháng 10, do nhóm của Long không đến điểm hẹn nên Tý cùng đồng bọn đi tìm trên các tuyến đường của quận 8 và huyện Bình Chánh, đồng thời phát trực tiếp trên Facebook, chửi bới và nổ súng thách thức nhóm của Long. Hiện công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, yêu cầu Nguyễn Anh Tý và các đương sự có liên quan ra trình diện cơ quan chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân nếu phát hiện các đương sự ở đâu thì báo cho công an quận 8 để tiếp nhận xử lý.